con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Phải hiểu em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy.
giờ khâm niệm nhập quan. Với phong tục người Việt Nam ta, đây là giờ phút có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, bởi đây là khoảnh khắc người thân bước sang một thế giới mới xa khác hoàn toàn của vũ trụ thần linh. Để rồi một mai khi cốt người thân sẽ hóa về nơi cát bụi hoang sơ. Chính vì vậy mà lúc này ai cũng muốn có mặt để được nhìn dung mạo thân thương của người cha, người anh em, chú bác của mình lần cuối. Để rồi ngày mai, ngày kia mãi mãi chia xa. Vậy còn đâu gặp lại dáng người ngày xưa, quặn đau lòng những tái tê. Cảnh sao hoang vắng đường xưa u sầu. Cha ơi cha vội đi đâu, để con chưa nói hết câu dã từ. Cha đã mất thật rồi ư, bàng hoàng đau buốt như từ chiêm bao. Sông sâu vực thẳm trời cao, hồn cha đang ở nơi nào cha ơi. Khóc than dẫu động đất trời, cũng không thấu đặng lòng người biệt ly. Từ đây cha mãi ra đi, cháu con còn biết lấy gì đền ơn. Đớn đau chìm giữa khói hương, tái tê nức nở, sầu thương khóc người. Để đến nỗi về đường.
hai bên và các vị quý khách gần xa, tôi thay mặt tôi gặp họ Nguyễn Đức đến phát tang con cháu gia đình và đồng. Khi con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng màu vàng, người đeo tang là đội tình ân nghĩa. Tình là tình ruột thà máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ bên linh cữu, đó là khăn tang của những người con, người cháu ở xa chưa kịp về chịu tang. Đúng là nghĩa tình đồng đội thiết tha, quê hương tình nghĩa đậm đà thủy chung. Ơi cha có thấu chăng, cháu con khăn trắng ngang đầu, trong nhà trắng toát một màu khăn tang. Nhận khăn áo dạ bàng hoàng, nghĩa ân cố phụ ngập tràn lòng con. Xung quanh linh cữu ông lúc này là hàng chục thân nhân cùng con cháu, mang những vành khăn tang nặng thương nặng nhớ, những đôi mắt lệ trào chát mặn nỗi lìa xa. Thương nhớ ông cỏ cây xào xạc, cá xôn xao mặt nước chiều tà. Ông ơi, người cha muôn vàn kính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời. Chỉ trách thay tạo hóa xoay vần, tử thần nghiệt ngã. Cuộc đời cha bao phần vất vả, từ thuở hàn vi phải chắt chiu từng bát gạo củ khoai.
cha đã cùng mẹ tần tảo sớm khuya nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con hằng mong ước cha mẹ được thọ trường cùng con cháu sum vầy đa thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, thì cha đã vội theo hầu tiên tổ. Những nén hương thơm lần lượt được dâng lên cung kính, gửi khói hương bay cho hồn người chứng giám tấm lòng gia tộc cháu con. Vâng, lời cha dạy chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải biết siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn nền nếp gia phong. Trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Lời cha dạy là lời di chúc. Chúng con xin nguyện để trong tim và sẽ sống cho linh hồn người thanh thản. Thương vợ quý ông cháu nội ngoại cuộc sống gần gũi giản dị
thuận hòa với gia đình, thì nàng mới có họ hàng mới yêu. Cụ ơi, giờ đây ông tôi ngài tạo hóa vai trang sự đau buồn, đời người thấm mất mấy mùa xuân sang. Người xưa đường cũ còn những dấu, đồng hội quân xóm họ hàng vắng bóng cụ. Từ đây vẫn biết tinh thần về tạo hóa sống người khác bè, nhưng lưng tay phút chốc cụ là người quên cổ. Trong giờ điện kính điện, cụ yên giấc ngủ ngàn thu, cụi vã đã đi để lại sự đau buồn cho con cháu bầu bạn gần xa mỗi thương của bạn. Cụ ơi, chuyên nghi cho hương đau, nghĩa tình đồng hồi hắt sôi trong lòng. Cụ về cho cái ngàn bạn cùng cơm nước trăm ngàn thành thơ. Cụ ơi, từ đây giờ mưa gió thương cụ một khoảng trời, sầu đông cảm đắc cả này trăm năm một bóng hoa dài. Chuyện những cũ để ai đã buồn, chúc cụ ngủ ăn giấc ngủ ngàn thu một lúc niềm tự chiêm vĩnh biệt. Mất cha con bơ vơ biết đi về đâu, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn
lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru sương, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Chúng con nhớ cha thuở trước, trong buổi xuân xanh, ơn mẹ cha đạo cả sinh thành. Đêm ngày dạy dỗ, đường ăn lối ở, việc cửa việc nhà, lại lo bề nghi thất nghi gia. Cho sum họp chúc may mấy đoá, cương thường đạo cả, lòng những mong hiếu thảo đền ơn. Nết kiệm cần hằng giữ sớm hôm, may mới được ra đường cơ chỉ. Ba lo bảy nghĩ vất vả trăm bề, cho vẹn toàn đường nọ lối kia. Tuy khó nhọc chưa yên thỏa dạ, bỗng đâu gió cả bẻ gãy nhành mai, làm hoa lìa cây rụng cánh rơi rơi, làn én lìa đàn kêu xuân vỏ võ. Tưởng cha trường thọ dìu dắt cháu con khuyên nhủ nên người, ai ngờ trăng lặn sao rời, hồn đã về Tây Trúc. Từ nay lấy ai chăm sóc ngõ cúc tường đào, từ nay quạnh bóng ra vào, cõi Nam cảnh Bắc ngày chày sáu khắc đêm vắng năm canh. Tưởng bóng ai thoáng hiện ngoài mành, tưởng dáng cha hiện về qua màn hương khói. Hiện mai nắng rọi ra ngẩn vào ngơ, hết đợi thôi chờ nắng hồng giá lạnh. Ai hay số mệnh bùi ngùi cắm cảnh, tuôn rơi nước mắt đầm đầm. Nhớ nơi ăn chốn nghỉ buồn nằm,
như cắt ruột sát lòng con nơi trần thế. Than như không, khóc kể như không, trông chẳng tỏ, đoái nhìn chẳng tỏ. Ôi thương ôi, hồn phách cha đi đâu? Hình hài cha còn đó, Mộc Nam Kha chưa tỉnh lúc tàn canh. Miền Tử Lý cha đã tìm nơi tĩnh thổ, ngậm ngùi chưa nói hết đôi đường. Bỗng chốc cha đã về thiên cổ, thảm thiết nhé trăm năm là mấy, cuộc đời người nào khác đám phù vân. Trách cao xanh sao làm chi cơ cực thế, sắp đến giờ chia ly, con càng nhớ tới cha ngày xưa. Ai xu lên nỗi này để phụ tử chia phôi. Đời cha từng trải gian lao, vì con cha đã vượt qua bao nhọc nhằn. Lời cha dạy con đinh ninh trong dạ, ơn nghĩa cha ví tựa núi sông. Làm tôn quý tử tươi hồng, cha ơi công dưỡng dục ví bằng biển cả. Ơn sinh thành ví tựa non cao. Những mong báo đáp công lao, giờ đây con biết nơi nào tìm cha. Đâu còn thấy vào ra bóng dáng của cha già trăm kính ngàn yêu. Nhớ cha sớm sớm chiều chiều, bữa ăn giấc ngủ bao điều ngẩn ngơ. Đêm thương ngày nhớ thẫn thờ, đau thương này biết bao giờ cho nguôi. Âm dương đôi nẻo cách vời, cha về con ở trên đời vắng cha. Dâng cha hương ngát ngàn hoa, non bồng tiên cảnh mong cha sớm về.
Đây là những vòng hoa thấm đượm nghĩa tình. Viếng người nay đã trở thành cổ nhân. Đúng là một người nằm xuống cả làng xã tiếc thương. Sau khi gia đình làm lễ nhập quan cho ông, cho tới giờ này đã có hàng trăm lượt người, bà con trong thôn, trong xã về phòng tang lễ gia đình hỏi thăm, chia buồn cùng với gia quyến. Còn đây là hàng chục vòng hoa của các tổ chức, cơ quan đoàn thể, các hội tình nghĩa, hiếu viếng cha, với những cánh hoa vạn tử thiên hồng, cánh hoa thắm đượm nghĩa tình, viếng người nay đã trở thành cổ nhân. Nhớ người từng đã bao năm góp phần tô đẹp cảnh xuân quê nhà. Nay dù người đã đi xa, nghĩa tình sinh tử thiên thu vẫn còn. Các não đến nhà
mình à hồn cha về mái Tây Phương cho tròn nhà ở cho linh đường à về quan niệm Nam Mô A Di Đà Phật quan niệm Nam Mô A Di Đà Phật quan niệm Nam Mô A Di Đà Phật
lần cha mẹ xót xa, bảy lần xé rùa sinh ra bảy người. Nuôi các con chỉ mong cho các con ăn học bằng người, giai thì dựng vợ gái ngoan gả chồng, giai thì em lấy châu hiền có công có nghệ lối truyền trăm ngoan. Gái thì chén rẻ hiền vinh dòng dõi hiền lành sự chất quý xa. Ôi ông lái đò ơi, ôi cha chúng tôi là người nhân thích nhớ. Ấy vốn chưa nay đức tính nhân hiền, muốn qua sau mùa để gửi Tây Thiên thì ông sẽ đánh thuyền sáng là chiếc cúng mơ. À, thế này bà con ơi, ý là lão gia đình có phải xin danh không bà con nhỉ? Ý là lão ở bên Tây Trúc tuổi 80 tôi gọi là chào công. Ý là một mình lão một con thuyền cảnh trong nước đêm hôm mênh mông kêu khóc. Ý là thật ra cho lão chiếc thuyền nào gọi là thuyền bát nhã đấy bà con ạ. Buổi là sáng hôm nay rất đông đủ các anh chị và em và các con các cháu. Ý là sáng hôm nay để thành tâm để cho cụ bà thật về với đây chương trình là một lần may mắn mát mẻ được cụ phù hộ độ trì cho mọi người chúng ta con mời lên kính của cụ đây. Vâng, vừa du lịch để sang năm mới mọi người chúng ta xem ra một tuổi mới rồi nhà đắc phúc đắc thọ đắc vinh quang đa tài đa lộc đa phú quý mọi người được an lành đắc thịnh vượng nhé. Vâng, vừa du lịch phật. Ôi lên đây lời những đèo mà tránh sao cho khỏi nước thủy triều đầy vơi. Thuyền tôi đã ngoài khơi hồn ai
đạo hả hồng mong. Để cho con linh hồn cụ được xuân hòa phù và mỉm cười rất là đông đủ các con các cháu để thắp hương rồi ghi lại hình ảnh mọi người chúng ta. Thứ nhất là tôi xin kính mời các con trai của cụ là từ trưởng đến thứ, con trai của cụ nên cắm hương lên bát hương của cha rồi tiễn biệt cha hai lễ. Rồi sáng hôm nay để cụ được mỉm cười lên trên suối, kính mời các con trai của cụ về lễ cha hai lễ. Thì con trai của cụ xong đến con dâu để lễ trà hành lễ các con dâu, thì xong đến các con gái của cha, con gái của cha thì giờ cắm hương với hương của cha để lễ trà hành lễ để tiễn biệt cha nơi chín suối cha để cho cha rất là hài lòng với các con các cháu. Thì con gái xong rồi đến các con rể của cha đến. Đến các con rể của cha là từ lớn đến thứ các con rể. Hôm nay là rất chi tiết là ghi vào trong máy quay camera để làm tư liệu lễ tang cho cụ. Chắc rằng là cụ sẽ rất hài lòng nơi chín suối. Thế là đến con rể của cha này bây giờ để ưu tiên cho các ông là ngang hàng là gọi là anh. Rồi đến các cháu gọi bằng chú bằng. Hôm nay cái máy quay camera này là ghi rất nét, là ghi từng người một để sau khi đó là lưu truyền mãi mãi để cho các con các cháu để theo dõi cái lễ tang của cụ được để lưu truyền cho các con các cháu và sau đó đến các cháu nội của ông, các cháu nội của ông. Để các cháu nội của ông chúng ta hãy lần lượt về ghi lại cho hình ảnh các cháu nội của ông rất là thân thương. Để các cháu nội của ông chúng ta hãy dừng mọi các công việc ngày hôm nay nhắn lương thân để tiễn biệt ông về nơi chín suối. Để các cháu nội cho đến các cháu ngoại.
mình trai đứng hàng đầu cho đến giai dâu gái rẻ đứng vào đây để chúng ta lễ tất. Ai có lấy tiếng để chúng ta cứ tiếp tục rồi. Thì sau đó là cái bắt nước cái bông hoa cái đổ xuống ao chúng ta. Anh cờ cầu có về mọi người chúng ta lễ tất được bắt đầu. Lễ tang của cụ đã khép lại, chúc anh linh và cụ về bây giờ để đến giờ ban tổ chức lễ tang. Kính thưa quý vị đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lê Thiện. Kính thưa quý vị đại diện Chi ủy thôn Làng Văn Hóa, Ban công tác Mặt trận cùng các ban ngành đoàn thể, các vị quý khách xa gần, thân bằng cố hữu, các gia đình thông gia từ phường Máy Tư, nội thành Hải Phòng, tỉnh Nam Hà, thôn Kim Sơn, thôn Phi Xá, nội tộc họ Nguyễn, ngoại tộc họ Phạm, bà cô núi xóm cùng toàn thể nhân dân, thưa gia đình tăng quyến, nhân dân cán bộ thôn Làng Văn Hóa Kim Sơn đang hăng hái thi đua lao động sản xuất, gieo cấy lúa chiêm xuân theo đúng lịch thời vụ thời tiết và xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, chung tay đoàn kết đẩy lùi đại dịch Covid-19 và đón Tết Nguyên Đán cổ truyền Tân Sửu năm 2021 nồng ấm, an toàn, văn minh, tiết kiệm. Thì vô cùng xúc động nhận được tin báo từ gia đình ông Nguyễn Văn Quyết trưởng Nam cùng các ông bà, trai, gái, dâu rể có phù mẫu, có thân phụ quy tiên là cụ Nguyễn Văn Nở, vì tuổi cao sức yếu, cụ đã viên tịch tại nhà riêng hồi 19:40 ngày 29/1/2021, tức là ngày 17 tháng Chạp năm Canh Tý. Cụ hưởng thọ 92 tuổi. Kính thưa quý vị cùng toàn thể nhân dân, khi nhận được tin báo từ gia đình tăng quyến sau tăng quyến thôn Làng Văn Hóa cùng các ban ngành đoàn thể họp thành lập ban tổ chức tang lễ tiễn đưa linh cữu cụ Nguyễn Văn Nở, người công dân, người hội viên của chi hội người cao tuổi Kim Sơn yên giấc Thiên Thu, nơi bồng lai tiên cảnh tại nghĩa trang nhân dân thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện. Sau đây danh sách ban lễ tang cụ Nguyễn Văn Nở gồm những ông bà có tên sau đây: một, ông Nguyễn Trọng Hoạt, trưởng thôn, trưởng ban tang lễ; hai, ông Đào Ngọc Thân, ban công tác mặt trận, nằm phó ban; ba, ông Phạm Văn Bùn, chi hội người cao tuổi, làm ủy viên; bốn, ông Bùi Đình Thủ, chi hội cựu chiến binh, làm ủy viên; năm, ông Trần Quốc Hoàn, chi hội nông dân, làm ủy viên; sáu, bà Đinh Thị Chín, chi hội phụ nữ, làm ủy viên; bảy, bà Tô Thị Phượng, chi đoàn thanh niên, làm ủy viên; tám, ông Nguyễn Văn Quyết, trưởng Nam, đại diện cho gia đình tăng hiếu, làm ủy viên. Thay mặt cho ban tổ chức tang lễ cơ sở thôn Làng Văn Hóa Kim Sơn, cho phép tôi gửi tới lời gia quyến lời chia buồn sâu sắc, nỗi mất mát với nhà đại tang. Cụ Nguyễn Văn Nở ơi, cụ ơi, cụ đã đi rồi, thôn ta lại vắng những người thủy chung bốn mùa xuân hạ thu đông đã từng chia sẻ nỗi lòng đầy vơi. Điếu thuốc cũng sẽ thành đôi, vui buồn rồi lại tìm lời động viên. Sau đây ban tổ chức tang lễ cơ sở địa phương xin trân trọng được giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Trọng Hoạt, trưởng thôn Kim Sơn, trưởng ban tang lễ, lên thay mặt cán bộ nhân dân thôn Làng Văn Hóa Kim Sơn lên thắp một tuần nhang thơm vĩnh biệt cụ lần cuối và cầu chúc cho hương hồn cụ siêu thoát nơi siêu vàng. Vâng, xin trân trọng kính mời ông. Con cháu chắc của bảy đại gia đình nay đã là cụ Nguyễn Văn Nở, sinh năm 1929, sinh trú quán tại thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Sau một cơn bạo bệnh đột biến như giấc chim bao, cụ đã về với tổ tiên, cụ về cõi thật. Cụ đã về với chốn bồng lai,
hồi 19 giờ 40 phút tối ngày 29 tháng 1 năm 2029. 21 tức là ngày 19 tháng Chạp năm Canh Tý, cụ Thượng Thọ 92 tuổi. Kính thưa quý vị, quý khách cùng toàn thể nhân dân, từ khi sinh thành đến khi nhắm mắt xuôi tay đã về với tổ tiên, cụ Nguyễn Văn Nở gắn bó máu thịt với dải đất này suốt trọn cuộc đời. Làng quê, bốn bè, sông nước, đồng ruộng, thủy nhiêu, màu mỡ, đặng chất phù sa, nơi đó có mái đình, cây đa, bến nước. Cụ sinh hạ ra được 7 người con, 3 trai, 4 gái. Các con cụ sinh hạ cho cụ được 9 cháu nội, 9 cháu ngoại và 17 chắt. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cụ là một thanh niên đầy nghị lực, có cả sức khỏe cường tráng, với tinh thần yêu nước, yêu cơ sở cách mạng. Cụ tham gia hoạt động tại địa phương, cụ đã 2 lần bị giặc Pháp bắt tù đầy vào năm 1951, năm 1953. Cụ tù ở căn máy chai ở Đoạn Sáng, Hải Phòng. Đến nay là phường Đông Hải, Hải An. Cả 2 lần tù đầy bị tra tấn rất ác liệt và dã man, nhưng không khuất phục được lòng cụ. Cụ không khai báo cơ sở của ta, chúng đành phải tha tù cụ. Cụ và địa phương xây dựng từ ngày đầu, xây dựng từ tổ đội công đến phong trào hợp tác xã, từ hợp tác xã Phú Cường, Hùng Cường, Nghĩa Sơn cho đến hôm nay. Cụ hăng hái nhiệt huyết với việc đồng án được và cần cụ chịu khó. Cụ tham gia đội nông giang đưa nước vào ruộng để phục vụ hợp tác xã cho xã viên cải cấy. Cụ tham gia làm gạch thủ công cho các xã gạch Kim Sơn, làm công trình phúc lợi, nhà kho, trường học, nhà trẻ. Xét công lao thành tích cống hiến của cách mạng và cụ bị địch bắt tù đầy, được đảng nhà nước phong tặng trao tặng trợ cấp hàng tháng, đồng lương tuy ít đòi nhưng đã một phần vơi bớt đi những năm tháng sống trong lao tù của bọn thực dân phong kiến. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa năm 1976, cụ phấn khởi động viên tiến chân người con trai trưởng lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Đến năm 1982, phục viên chuyển ngành về thí nghiệp thực phẩm xuất khẩu Hải Phòng, nay đã nghỉ hưu tại phường Máy Tư, Hải Phòng. Trong thời đại hội nhập đất nước thầy, hội nhập và phát triển xứng tầm thời đại, xứng tầm với truyền thống của đường Năm Anh Dũng, thành phố Cảng vươn ra biển lớn. Kính thưa quý vị, biết rằng không mất mát nào to lớn bằng mất mát người thân, nhưng đó là quy luật tất yếu của tài khoá. Các con trai, dâu, gái trẻ, cháu chắt cụ ngày đêm bên cạnh cụ, chăm chút cụ với tấm lòng biết ơn vô hạn bằng chữ hiếu thành tâm. Nhớ ơn chín chữ cam sâu, mỗi ngày mỗi ngả bóng dâu tà tà. Cụ đã về với cõi Vĩnh Hằng, bóng dâu đã ngả về cõi Thiên Thu theo sự ràng buộc của đất trời, sinh não mệnh tử. Thay mặt cho ban tổ chức tang lễ và những người có mặt trong tang lễ hôm nay đầy xúc động, và xin gửi tới gia quyến lời chia buồn sâu sắc, nỗi mất mát với nhà đại tang. Thật vậy, cụ ra đi không có gì có thể bù đắp. Đất nước mất đi một công dân mực thước, các tập thể mất đi một hội viên nhiệt huyết trung kiên, gia đình mất đi người cha, người ông trăm thương ngàn kính, cả cuộc đời một nắng hai sương vì đại gia môn tam tứ đại đồng đường. Thật tiếc thay, cụ không còn nữa để chứng kiến công cuộc đổi mới từng ngày từng giờ đang thay ra đổi thịt của quê hương mình, đất nước mình đang đứng bước đi lên trong ánh hào quang của dân tộc Việt Nam.
Kính thưa quý vị cùng toàn thể nhân dân đã tưởng nhớ người công dân, người hội viên, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị cùng toàn thể nhân dân ổn định đứng dậy để dành một phút mặc niệm. Xin trân trọng kính mời. Thôi, xin mời quý vị cùng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, có nội, có ngoại, bạn bè thân bằng, phú hiếu gần xa, không may cho gia đình nhà cháu, có bố cháu về nhà. Từ hôm qua đến nay, được các cụ, các ông, các bà, các họ hàng, hàng xóm, bạn bè thân bằng, phú hiếu, các gia đình thông niên gia đã đến thăm hồ viếng và tiễn đưa bố cháu. Thay mặt cho gia đình, cháu xin chân thành cảm ơn tới ban lễ tang, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Ninh Thiện, cán bộ và nhân dân làng văn hóa Kim Sơn, sư thầy cùng Phật tử chùa Kim Quang, họ hàng làng xóm, bạn bè gần xa. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Sau khi đưa bố cháu về nơi an nghỉ cuối cùng xong, tôi xin kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà trở về xơi chầu uống nước để gia đình chúng cháu có lời cảm tạ. Trong lúc tham gia bối rối có gì sơ suất, xin các cụ lượng thứ. Một lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn. Kể từ đây, ông đã mãi mãi rời xa ngôi nhà mái ấm, nơi ông đã sống di dưỡng tuổi già trong sự chăm sóc phụng dưỡng của các con, với tất cả tấm lòng hiếu nghĩa đền ơn. Xe đưa ông tới non tiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau xe là cả niềm thương, nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Đúng là trên thế gian này không còn có nỗi đau nào hơn cảnh chia ly giữa người ở lại chốn trần gian với người về nơi chín suối. Chính vì vậy mà cổ nhân xưa đã từng nói: sinh ly giữ từ biệt, từ cổ tị toan tân. Tạm dịch nghĩa là sự chia ly giữa kẻ sống và người chết từ cổ đến giờ đều thấy cay ở mũi. Ngày nay một bậc vĩ nhân của nước ta cũng có câu: đành rằng sự mất còn là luật chung của tạo hóa, nhưng gặp lúc sinh ly tử biệt thì khó mà ngăn nổi nỗi xót thương. Có nỗi đau nào hơn nữa không? Đầu xanh đầu bạc quặn trong lòng, ra đi người để bao thương tiếc, nước mắt trào đau chảy vào trong. Thank you.
đến với lễ tang ông hôm nay bằng cả tấm lòng. Đội trống, đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và sang trọng. Tiếng trống, tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê. Tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết. Bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, ông luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm. Nên khi ông đi xa, tình làng nghĩa xóm đối với tang quyến như một nhà thủy chung như nhất. Đoàn đưa tang là cờ, đối, chướng đang tung bay rợp cả trời xanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình sâu nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng nhấp nhô dòng người. Sống vinh hạnh, chết vẻ vang, người đi thanh thản suối vàng nâng niu. Bước chân con chậm chậm như níu lại thời gian, kéo dài buổi tiễn đưa ông về cõi hạ. Nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em, cô dì, chú bác, dân làng, tình liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa và tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí. Những người đã từng cùng chiến đấu, công tác và chung đội ngũ với ông, với con cháu của ông. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cả đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi như đang đi lên trời, đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận. Linh cữu đi chậm chậm, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu.
ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười sương, trong dãi dầu mưa sớm. Chung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Lễ hành tang và an táng ông lung linh bóng nước in trời, in cả đoàn người theo bước hành tang. Tiếng trống phách, tiếng kèn của hai đoàn nhạc hiếu hòa quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng, vang vào một vùng quê dạo rực trong tim, rung động lòng người.
đưa linh cữu cha ra nơi tĩnh địa. Nghi chuồng thật trang trọng, chan chứa tình người. Một rừng khăn trắng đưa tang, người đi con cháu xóm làng tiễn đưa. Dẫn đầu rực rỡ chướng cờ, gió đồng thổi nhẹ trời đưa cha cùng. Tiếp theo là cỗ Phật đình, các già dẫn bước vong linh cha hiền. Thoát cõi trần đến non tiên, thành thơi tọa lạc đài sen nghìn đời. Thank you.
Khi đến gần huyệt, trong giây phút đau thương tràn đầy nước mắt này, con cháu muốn níu giữ cỗ quan tài từ từ đi xuống huyệt. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơn trời cao lồng lộng, ơn đất dày thẳm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở, và đất nước này cũng trải qua bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở đất nước ơi. Đây, nắm đất quê nhà, con cháu đắp lên phần mộ, chúc người nghìn thu thơm thảo đất nước làng quê hương. Ôi, cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Cha ơi, con vội chưa biết lễ, chút lòng thành thắp một tuần hương. Hãy tin con khi đơn chiếc đêm trường, con nhớ cha chỉ khóc thầm lặng lẽ. Cha ơi, tuổi chúng con còn trẻ, sống dại khờ chưa hiểu hết nông sâu. Nếu khi xưa chót làm cha buồn rầu, ngàn lệ cha hãy rộng lòng lượng thứ.